một miếng nữa thì sẽ được rồi. To mật một cái miếng luôn đấy các bạn. Chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với Xám Ong Dương. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục đi bắt ong các bạn. Hiện tại mình ra cái chỗ này thì vừa đi tìm vừa đi thăm hốc. Ra đến chỗ này thực sự là chuối bạn ngàn luôn. Để các bạn có thể thấy cái nải chuối này chi chít luôn. Đây này. Với lại thì cái ong mật lấy cái hoa chuối này rất nhiều này. Đây đây. À, ở trên này mình có một cái hốc. Nhưng mà bây giờ mình đứng ở đây thì mình nhòm thấy nó về các bạn. Mình nghĩ chắc ở cái hốc đấy rồi. Đây có một cái cây chuối hình như là chín rồi hay sao ấy các bạn. Sóc ăn gần hết. Mình để thử ra xem có phải chín hay không các bạn ơi. Chín rồi các bạn. Sóc ăn gần hết rồi. Đây những cái quả chín thì nó nở ra. Cái chuối ong rừng tức là chuối rừng ấy chín nó sẽ nở ra như này các bạn ơi. Đây có một cái nở ra hết này. Đây các bạn. Ngon các bạn. Xin mời các bạn nhé. Cái chuối rừng này thì nó sẽ ngọt hơn cái chuối nhà của nhà các bạn nhé. Cái này rất ngọt luôn. Nhưng mà cái hạt của nó rất to. Cái này ngâm rượu tuyệt vời này các bạn. Rất nhiều này các bạn. Đây này. Có một cây nữa này. Đây chín chín này. Toàn là quả này. Khả năng là mình ăn mấy cái chuối mình sẽ đi lên xem cái hốc này. Mình nghĩ là ở rồi. Mình nhòm thấy nó về các bạn. Ngon. Cực kỳ ngon luôn các bạn. Đây. Đến rồi các bạn nhé. Đúng là ở hốc. Tủ này vào hốc các bạn nhé. Mình thấy về thì mình không hả nghi là vào hốc. Bởi vì cái chỗ này thì cái hốc này thì năm nào hầu như là vẫn sẽ về. Chỗ này đi làm phải nói là cực kỳ là đông luôn. Đây đây. Một lúc phải đúng phải 7-8 con. Đi làm bay xuống cái này các bạn. Mình ở đây cao thì mình quay thì nó chỉ thấy lác đác nó. Nhưng mà cái tổ này từ đây nó bắn lên nó xuống thẳng kia này. Ít có những con bay lên trên này. Để cái cửa của nó ở trong này này. Đấy, đi làm khá là đông. Thế này toàn là bụi chuối. Chuối rừng các bạn nhé. Mình sẽ tiến hành phát cái tổ này. Xem liệu có đầy hốc chưa. Một năm thôi mà đã rộng như thế này rồi. Cái hốc này thông sang bên kia các bạn nhé. Ai dù sao dí đây. Có khói rồi mà. Ở lâu đi xì rồi các bạn.
khả năng là năm ngoái mình bắt xong là về luôn. Này, đầu tiên là trước là cái cửa chính nó sẽ nằm bên này thôi, về sau mình đào thông sang bên này ấy, thì mình bắt để mình đắp thì ong thường thường bây giờ nó hay từ bên này đi làm thôi. Nó có to không nhỉ? Bằng sao to này. Chứ bé thì bắt cũng không sướng. Được được, to các bạn ơi, nó làm được đến đây thì chắc chắn là to rồi. Mật khá nhiều các bạn. Được, cái tổ này là to rồi. Cái tầm này thấy là to rồi các bạn. Mình thấy có cái sáp ong được rồi, chắc chắn rồi. Vì cái hốc thông sang bên kia, cái lỗ, cái tủ này rất rộng luôn. Đây các bạn có thể thấy mật này, siêu đẹp luôn. Nhưng cái miếng rất to. Được. Miếng này rất to luôn các bạn. Để xem nhiều miếng không. Ôi, này rất nhiều miếng luôn các bạn. Đây là mình mở sang bên này xem nó thông đến đây chưa. Kiểu gì cái mình đắt mình cũng thế. Đây, đến đây rồi các bạn. Được, tụi này được. Đây, tủ đây. Tủ đến đây này các bạn. Tủ khá to. Bắt đầu lấy các bạn nhé. Miếng này là mật hết này, nặng thế này. Đấy các bạn. Nó sáp vàng luôn. Ui, mật rất nhiều. Đây, đây có cái dây. Cái dây cây. Có cái gì thứ nhỉ? Rồi, thôi này.
nát đi rồi các bạn. Đây cái mật rất đẹp luôn, vàng các bạn nhé. Ôi cái sạp rất đẹp luôn. Có cái gì cây này xuyên qua đó nào mình cắt không được ra. Có cái hòn đá này ấy. Gáy đi khối. Cái này khó lấy luôn. Ôi trời, trời. Lấy cái sáp ra nào các bạn nhé. Gáy mật trên này. Còn da mật. Sáp này đẹp cực kỳ luôn. Mật này. Bánh tủ rất to luôn. Mật nó bị gáy lên trên này. Mật này gáy đi thôi các bạn. Mật này đẹp luôn. Ui. Đến miếng này mới to. À nằm cắt không ra hóa ra là có nhiều rễ cây. Khó cắt ấy. Nắng chiều này rất khó cắt luôn. Đấy các bạn, mật đang chảy này. Sáp vàng đẹp luôn. Đấy, mật này rất to luôn. Không ra khả năng là mình lấy rơi cái miếng nhộng ra đã các bạn. Đẹp luôn. Sao rất đẹp luôn. Thank you.
con gầy. Thôi kệ thôi các bạn. Này, đẹp luôn các bạn. Ôi, miếng này mới mận nhiều nữa. Ô, miếng này nặng thế. Bảo là mật này. Đây các bạn. Đẹp luôn. Vẫn còn một miếng là mật hết luôn. Miếng này, miếng này dày này, cục này, này. Mình lấy hết rồi các bạn. Đây thì miếng mận đẹp luôn. Đấy. Miếng sáp này to, to kinh khủng luôn. Mật này. Cái trời này tí lại mưa các bạn. Giờ mình sẽ lọc cái tổ này. Rồi mình sẽ tiến hành lọc các bạn. Đẹp luôn. Bạn nào muốn lấy mật ong rừng thì cứ liên hệ mình bạn nhé. À. Một cái bầu mật này. Siêu dày luôn. Đây các bạn nhé, mật vàng luôn. À, mình đi bắt ong mình ít gặp những cái tổ ong là cái sáp nó vàng thế này, nó đẹp. Thật sự là cái sáp vàng nó đẹp thật, nhìn nó đẹp. Cái loại này thì nó sẽ có một cái loại cái sáp trắng với lại cái sáp vàng. À, nếu mà già quá thì nó lại cái sáp đen đen các bạn nhé.
Sáp to luôn. Gấy rồi. Tách luôn này. Đây này. Tủ này mật khá khá các bạn. Với lại thì tủ này thì cứ ong mẹ ống cũng nhiều. Rồi, mật ở đây nó đẹp thật. Đẹp luôn. Những cái cục mật như thế này siêu bự này, đẹp cực kỳ luôn này, vàng óng. Đây các bạn này, khá nhiều ấy. Đấy, đẹp, siêu đẹp luôn. Ủa này được các bạn. Đang quay bên này nó đẹp hơn này. Đây này. Đẹp luôn này. Đấy, mình xem như thế này các bạn nhé. Mình sẽ cố cầm về, không cho nó bị dập nát đấy. Đó, còn bạn nào muốn lấy thì mình sẽ gửi nguyên như này đi. Đó. Bây giờ mình sẽ dừng máy bắt cái tủ này các bạn nhé. Ở trên này mưa. Mình bắt xong cái tủ kia, mình về gần nhà lại thăm hốc lại thêm một tủ ở đây các bạn. Đây này. Đây các bạn nhé. Bây giờ bắt đầu hửng nắng rồi. Vừa nãy có mưa, bây giờ thì hửng nắng rồi. Tiếp tục về thăm hôm nay thì ở rồi, không biết có to hay không. Đây này, đi làm cũng khá là đông các bạn nhé. Mình sẽ mở xem có to hay không. Tiến hành mở các bạn nhé. Mong sao là to. Để mình lấy được nhiều mật. Đây mình biết sáng nay mình gần tìm lên trên rừng già lại mưa quay về cũng được một tủ. Tủ này tủ thứ hai đều ở hốc hết thôi, chứ hôm nay không biết là có tìm được tủ mới hay không. Vừa tìm vừa xem hốc các bạn. Wow, mật này các bạn, siêu khủng lồ luôn. Tủ này như thế là mật nhiều này. Hàng khủng này các bạn. Luôn. Còn ong được các bạn. Cái đống mật này hàng khủng lồ luôn. Này đúng thực sự là đắp hốc thì có hiệu quả. Bắt tủ nào thì đắp lại luôn. Đúng thật sự là năm nào vẫn, nếu mà hốc nào đẹp năm nào vẫn bê. Tủ này mới là khổng lồ này. Để mình lấy đá ra hết đi. Quay cho các bạn xem nhé. Ở đây các bạn ơi, mật này các bạn, siêu khổng lồ luôn. Các bạn có thể thấy những cái miếng mật này. Vâng. Vì sao rất to luôn mà phải cho các bạn đấy. Sáp này. Ôi khổng lồ luôn các bạn. Sáp này không cần phải nói rồi. Xem này, tất cả là mình nữa này. 1 này, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10. 10 miếng các bạn ơi. Các bạn có thể thấy những cái tảng mật này. Đáng mơ. Đẹp chưa? Siêu đẹp luôn các bạn. Đây, cái này là ong đực này. Sạp ong đực đã đủ luôn. Đây, cái sạp tiếp bên trong nữa các bạn. Ui hàng này là hàng khổng lồ. Ôi, chúng đậm rồi các bạn. To đùng luôn. Bây giờ mật thì mình thấy chắc là một miếng nó phải cân mấy một miếng. Và riêng cái 4 miếng này các bạn, mình nghĩ phải tầm 3-4 cân riêng cái 4 miếng này thôi. Còn cái này là mật hết này. Cái này là mật hết này. Chứ không có nhộng các bạn ạ. Những cái tủ ong đẹp mà mình muốn review cho các bạn xem ký. Giờ bắt đầu tiến hành lấy các bạn nhé. Mình sẽ lấy bên ngoài cái miếng này nhỏ nhỏ trước này. Là mật hết các bạn nhé. Nặng luôn này. Mật hết các bạn. Ôi toàn là mật thôi. Miếng này là mật hết các bạn. Dưới này mật rất là nhiều. Làm những cái sáp cực kỳ dày luôn. Ôi một miếng này nó nặng này lắm. Đẹp luôn. Sao dưới đây. Chỗ này mình ở lâu là dưới. Chỗ này toàn là mật. Toàn mật. Đây các bạn. Toàn là những mật. Đẹp đi. Đây, bây giờ mới đẹp này, mật này, chiều mật cũng là một gang này, cái chiều sâu ở bên trong này phải 35. Bây giờ những cái miếng này nó phải, đúng thật sự nó phải tầm 1 cân, 1 miếng. Bây giờ những cái miếng này nữa, chỉ phải hai tay đỡ. Ừ.
một khổng lồ luôn. Ây, ngược lại này. Bật rồi các bạn. Nếu này thực sự là một cân không thể nào hết được thì nếu này. Bật này. Khổng lồ luôn. Mật bây giờ là các bạn. Một kỷ niệm luôn đấy. Ồ, đầu bây giờ mật nó nhiều này. Hầu như là bây giờ mật nhiều hơn này. Xa thì thấy nó bé bé nhưng mà sao nó to lắm các bạn. Đây, cái chiều mật nó phải một gang, cái chiều này xuống khoảng 35 đến gần 40 phân. Cái tổ này xíu các bạn. Cái phần nhộng ra chưa to lắm.
cái đống này mình nghĩ là phải hơn 2 cân rồi. 2 miếng nó gộp vào. Khả năng là mình cắt cả cái miếng này đi đấy. Khả năng là mình tính mình bê hẳn cả cục một cục ra. Mình ong được. Cái bìa xem các bạn nhé. Ồ, ra rồi các bạn ơi. À, về đến đây rồi. Ồ, ồ, đến đây. Nè, nó dễ các bạn. Ồ, ồ. Các bạn ơi. Tròn vuông các bạn. Bây giờ đúng là mệt hết. Chỗ này làm nguyên khối các bạn. Làm nguyên khối này, cái này mình cắt đi. Khúc này á. Mặt các bạn. Cục này nó sẽ vật cân mấy. Dày. Xin dày các bạn. Khả năng mình lại tiếp tục tách cái phần nhộng ra. Cảm thấy rất ổn đấy các bạn. Dựng ra các bạn. Thank you.
mật đây này. Mật bây giờ tổ này mình nghĩ cái khả năng nó phải lên hàng yến các bạn, vì những cái miếng này này thì nó phải tầm gần 22 cân đấy. Đây một miếng, cái chỗ này mình đẻ rất là nhiều miếng ở đây nhé, 3-4 miếng này. Hầu như tổ này là mình thấy mật này là nhiều thôi, chứ nhộng là có 2-3 miếng có nhộng thôi, chứ đây những cái chỗ này là mật hết này. Sẽ tiến hành lọc cái đống này các bạn ơi. Này, một cái miếng này thật sự là bây giờ mà có cái cân ấy, nó phải hơn một cân một miếng, riêng một miếng thôi các bạn nhé. Này, sẽ không cần phải lọc nhiều đâu, vì toàn là mật. Ui, đấy. Cục này mới là nhiều này. Cục này hầu như là mật hết. Nó dày như này các bạn, đây này. Dày kinh khủng luôn. Những này không cần phải lọc đâu. Ô, toàn là những cái miếng mật khủng, là dày như này các bạn. Đây, mật vàng các bạn nhé. Con này mật vàng. Những cái của bầu này. Tổ này thì lọc sướng thật. Chưa đến mấy miếng này to các bạn nhé. Đây chắc chắn mình nghĩ là phải hàng yến nữa các bạn. Giờ mình lo sợ cái túi không để được hết các bạn. Nay sao mà để được hết nhỉ? Đây toàn là những cái miếng này. Miếng mật hết luôn. Bây giờ túi đầy rồi các bạn. Rồi tính sao này, còn nhiều này. Để cái này mới là to này các bạn. Miếng này này. Gãy. Này. Dài quá không để được vào. Tình hình này không để được hết đâu các bạn ơi. Còn ba miếng to này.
đây các bạn. Đây không biết để kiểu gì để được hết nha. Xong rồi các bạn, con này đúng thật sự là đây, mình sẽ vào cái túi to luôn đây các bạn á, hai tay sách các bạn, khổng. Ôi ngon các bạn, mình sẽ từng máy bắt cái tổ ong này các bạn nhé. Hốc thì đáp lại rồi, giờ thì ong thì đã bắt vào bao rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ di chuyển xuống dưới này. Mình về đến dưới này rồi. Bây giờ thì hửng đáng thì ông khoái lấy hoa rồi các bạn. Đây này. Đây. Đó, ông khoái đang bắt đầu làm tổ các bạn nhé. Chắc chắn vài hôm nữa mình sẽ chuyển đi tìm ông khoái thôi. Đây này. Ông khoái thì đang bắt đầu lấy hoa thì nó sẽ bắt đầu làm tổ. Buổi sáng nay thì mình bắt hai tổ, phải nói là siêu đẹp đấy các bạn. Mật thì bây giờ chắc chắn là hai tổ thì đủ mình xách rồi. Giờ bắt đầu hừng nắng rồi. Nhưng mà khả năng là mình sẽ nghỉ trưa thôi. Đi chiều mình đi tìm tiếp đấy. Thì có thì chắc khả năng là mình sẽ làm video sau thôi. Chứ buổi sáng ngày hôm nay thì khả năng là video này mình sẽ xin phép dừng tại đây các bạn nha. Buổi tối chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Hẹn các bạn video tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Bye bye.